Ranger XLS 18. Từ lúc ra mắt, Ford Ranger XLS luôn là chiếc xe giúp Ford Ranger luôn có doanh số tốt nhất trong phân khúc xe bán tải. Tối ưu về độ an toàn, option trên xe, công năng sử dụng, mức giá hợp lý, có rất nhiều lý do để chiếc xe này là chiếc xe bán tải được ưa chuộng bậc nhất hiện nay. Kích thước tổng thể không thay đổi so với các phiên bản. Thông số dài, rộng, cao lần lượt là 5.362mm, 1.860mm, 1.830mm, khoảng sáng gầm 200mm, giúp xe có khả năng lội nước 800mm. Nhờ chiều dài cơ sở đạt 3.220mm, xe bán tải Ford Ranger XLS một cầu cho chủ nhân cảm giác lái an toàn nhờ khả năng hãm, bứt tốc tốt hơn. Xe được tích hợp gương chiếu hậu trong chỉnh tay với hai chế độ ngày và đêm giúp cải thiện tầm nhìn của người lái. Nhìn từ trực diện, Ranger XLS một cầu mang nét táo bạo và cơ bắp, đậm chất Mỹ nhờ những đường gân rắn giỏi. Cân đối hai bên là cụm đèn hạ trước halogen có độ chiếu sáng mạnh. Không chỉ vậy, xe còn có cụm đèn sương mù phía trước tăng khả năng quan sát. Hoàn thiện cho nét nam tính, cơ bắp của phần thân xe là bộ la răng có kích thước 16 inch cùng vòng bánh mở rộng. Xe có gương chiếu hậu có thể điều chỉnh điện tích hợp, đèn báo rẽ sơn cùng màu thân xe cho cái nhìn liền mạch. Thân xe với những đường nét thiết kế đẹp và cuốn hút của phiên bản Ford Ranger XLS AT số tự động đời cũ 2013-2014. Đánh giá thiết kế thân xe của Ford Ranger mới đẹp hơn các đối thủ Toyota Hilux, Mazda BT50 hay Triton. Nổi bật trên phần táp lô là vô lăng 4 chấu được tích hợp nhiều nút bấm tiện lợi. Toàn bộ ghế ngồi đều sử dụng chất liệu nỉ, ghế lái có thể chỉnh tay 6 hướng. Hàng ghế sau có thể gập được, giúp gia tăng khả năng chứa vật dụng khi cần thiết. Ford Ranger XLS 2019 một cầu được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ chỉnh tay, hệ thống thông tin giải trí cơ bản với đầu CD một đĩa, MP3, iPod, AM, FM, USB, Bluetooth, dàn âm thanh 6 loa tạo ra những giai điệu chân thực. Dưới nắp capo của Ranger XLS một cầu là khối động cơ turbo diesel 2.2 lít i4 TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp tạo ra công suất tối đa 158 mã lực ở vòng tua 3.200 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 385 nanomet tại giải vòng tua 1.600 cho đến 2.500 vòng 1 phút. Kết hợp với nguồn năng lượng trên là hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động một cầu chủ động. Nhờ cấu hình vượt trội này, mà Ranger XLS một cầu có thể giúp chủ nhân chinh phục những địa hình phức tạp sau những cú giết ga để vọt lên. Bên cạnh đó, Ranger XLS một cầu AT còn được trang bị treo trước tự động, treo trước độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn, treo sau loại nhíp với ống giảm chấn giúp hạn chế tình trạng rung lắc khi băng qua các ổ gà. Xe sử dụng hệ thống phanh trước, phanh sau dạng đĩa hoặc tăng trống, giúp quá trình thích ứng diễn ra nhanh hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, Ranger XLS một cầu AT còn được trang bị tay lái trợ lực điện, giúp việc đánh lái trở nên nhẹ hơn. Ranger XLS một cầu AT được Ford chú trọng cải thiện hệ thống an toàn với nhiều tính năng an toàn được tích hợp như hai túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình.